Mến chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng review về cuốn sách Trật tự thời gian của tác giả Carlo Rovelli. Về tác giả Carlo Rovelli, ông sinh năm 1956, là nhà vật lý thuyết người Ý, có nhiều cống hiến quan trọng trong vấn đề của bản chất vật lý của không gian và thời gian. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là hấp dẫn lượng tử và hấp dẫn lượng tử vòng. Ông là tác giả của cuốn 7 bài học hay nhất về vật lý, cuốn sách thuộc top bán chạy nhất thế giới và đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ khác nhau. Quay lại với trật tự thời gian, sách được chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là sự phân loại của thời gian, phần 2, thế giới không có thời gian, và phần 3 là nguồn gốc của thời gian. Tất nhiên là với những cuốn sách dạng như thế này thì nó không phải là dễ đọc và nó cũng không dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên là với những ai có cái đầu mở và thật sự tìm hiểu một cách tập trung nghiêm túc, cuốn sách này chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta một khía cạnh nào đó mới mẻ về chủ đề mà hàng ngày chúng ta vẫn hay quan tâm. Có một câu hỏi xuyên suốt mà tác giả muốn giải đáp cho chúng ta ở cuốn sách này, đó là thời gian là gì? Nó có phải là bí ẩn lớn nhất hay không? Chúng ta tồn tại trong thời gian hay thời gian tồn tại trong chúng ta? Ta có ngụ ý gì khi nói về thời gian trôi? Điều gì đã gắn kết thời gian với bản thể của con người, với tính chủ quan của chúng ta? Sau đây thì chúng ta sẽ đi sơ qua về từng phần, cũng như là trích dẫn nguyên văn một số những câu hay nhất của cuốn sách này. Ta hãy bắt đầu với một thực tế đơn giản. Thời gian trên đỉnh núi thì trôi nhanh hơn so với thời gian ở mực nước biển. Sự khác biệt là nhỏ, nhưng có thể đo được với những chiếc đồng hồ chính xác mà ngày nay chúng ta có thể mua được trên Internet với một vài ngàn đô la. Qua thực hành, ai cũng sẽ có thể chứng kiến sự chậm lại của thời gian. Với đồng hồ của các phòng thí nghiệm chuyên môn, sự chậm lại của thời gian có thể đo được giữa những độ cao cách nhau vài centimet. Một chiếc đồng hồ đặt trên sàn nhà sẽ chạy chậm hơn so với một chiếc đồng hồ khác đặt trên mặt bàn. Không phải chỉ có đồng hồ là chạy chậm lại, xuống thấp hơn, mọi quá trình đều chậm lại. Hai người bạn chia tay, một người sống ở vùng đồng bằng và người kia đi lên núi. Họ gặp lại nhau sau nhiều năm, người sống ở vùng thấp hơn đã sống một khoảng thời gian ít hơn, già ít hơn. Quả lắc đồng hồ của anh ta đã lắc ít hơn, anh ta có ít thời gian hơn để làm việc, cây cối của anh ta chậm lớn hơn, ý nghĩ của anh ta có ít thời gian hơn để bộc lộ. Xuống thấp hơn, anh ta có ít thời gian hơn so với ở trên cao. Phải chăng điều này là đáng ngạc nhiên? Có lẽ vậy, nhưng đó là cách thức mà thế giới này vận hành. Thời gian trôi chậm hơn ở nơi này và nhanh hơn ở nơi khác. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên hơn là ai đó đã hiểu được sự chậm lại này của thời gian một thế kỷ trước khi ta có những đồng hồ đủ chính xác để đo được nó. Tên người đó, tất nhiên là Albert Einstein. Einstein đã tự hỏi bản thân một câu hỏi hẳn cũng đã làm rất nhiều người trong chúng ta bối rối khi học về lực hấp dẫn. Làm thế nào mà mặt trời và trái đất hút nhau mà không đụng chạm đến nhau, cũng không sử dụng bất kỳ phương tiện trung gian nào? Ông đi tìm một lời giải thích có vẻ hợp lý và đã tìm thấy câu trả lời bằng cách tưởng tượng rằng mặt trời và trái đất thực ra không trực tiếp hút nhau, mà mỗi thiên thể từng bước tác động lên cái nằm giữa chúng. Và bởi vì cái nằm giữa chúng chỉ là không gian, ông đã tưởng tượng rằng mặt trời và trái đất đã làm biến đổi thời gian và không gian xung quanh chúng. Cũng giống như một vật thể nằm trong nước làm biến đổi phần nước xung quanh chúng, sự biến đổi này của cấu trúc thời gian ảnh hưởng đến sự chuyển động của vật thể, khiến chúng rơi về phía nhau. Sự biến đổi của cấu trúc thời gian này là gì? Đó chính là sự chậm lại của đồng hồ mô tả ở trên. Một vật nặng làm chậm lại thời gian ở xung quanh nó. Trái đất là một vật nặng lớn và nó làm chậm lại thời gian ở vùng xung quanh nó. Thời gian chậm lại nhiều hơn ở đồng bằng, ít hơn ở vùng núi, bởi vì đồng bằng gần với trái đất hơn. Đó là lý do tại sao anh bạn ở đồng bằng lại già đi chậm hơn so với anh bạn ở trên núi. Nếu các vật bị thả đều rơi, thì đó chính là do sự chậm lại này của thời gian. Khi thời gian trôi đồng đều ở khắp nơi, như ở trong khoảng không vũ trụ, các vật thể sẽ không rơi. Chúng trôi nổi trong thời gian. Ở đây, trên mặt hành tinh của chúng ta, ngược lại, chuyển động của các vật thể có khuynh hướng hướng về phía thời gian trôi chậm hơn. Giống như khi ta chạy từ bờ cát xuống biển cả và sức cản của nước lên chân khiến ta ngã chúi đầu vào những làn sóng. Các vật thể rơi xuống là bởi vì dưới kia, thời gian bị trái đất làm chậm lại. Thế nên, mặc dù chúng ta không dễ dàng quan sát được nó, sự chậm lại của thời gian dẫu sao đi nữa cũng có một hệ quả cốt yếu. Các vật thể rơi xuống là vì nó, và chính nó cho phép ta giữ đôi chân của mình vững vàng trên mặt đất. Nếu đôi chân của ta bám chắc được vào mặt đường, thì đó là vì toàn bộ cơ thể ta có khuynh hướng tự nhiên đi xuống nơi mà thời gian trôi chậm, và thời gian dưới chân trôi chậm hơn thời gian ở đầu của ta.
Tiếp theo, tác giả cũng đồng ý rằng tốc độ cũng làm chậm lại thời gian. Bản thân hiện tượng này khá đơn giản, thay vì đưa hai người bạn đã nói ở trước lên núi và ở lại đồng bằng, một cách tương ứng, ta hãy đề nghị một trong hai người đứng yên và người kia thì đi quanh. Thời gian trôi chậm hơn đối với người chuyển động. Để có thể ghi nhận được hiệu ứng này, ta phải chuyển động rất nhanh. Hiệu ứng này được đo lần đầu tiên ở những đồng hồ chính xác đặt trên các máy bay vào những năm 1970. Đồng hồ trên máy bay chỉ thời gian lùi lại so với đồng hồ ở trên mặt đất. Ngày nay, sự chậm lại của thời gian do tốc độ có thể quan sát được trong rất nhiều thí nghiệm vật lý. Thời gian thực không chỉ phụ thuộc vào bạn ở đâu, cận kề với khối lượng vật chất nào, nó còn phụ thuộc vào tốc độ mà bạn di chuyển. Điều gì đang xảy ra bây giờ ở một nơi xa xôi nào đó? Hãy tưởng tượng em trai bạn du hành đến hành tinh mới được phát hiện xung quanh ngôi sao Proxima B cách chúng ta 4 năm ánh sáng. Em trai bạn đang làm gì ở Proxima B? Câu trả lời đúng duy nhất là đó là một câu hỏi vô nghĩa. Nó giống như khi ta hỏi chỗ này là đâu ở Bắc Kinh khi mà ta đang ở Viên. Câu hỏi vô nghĩa ấy là vì khi tôi dùng từ chỗ này ở Viên là tôi đang chỉ đến một địa điểm ở Viên chứ không phải ở Bắc Kinh. Nếu bạn tự hỏi em trai mình đang làm gì khi mà cậu ta đang ở cùng trong một phòng với bạn thì câu trả lời thường là dễ dàng. Bạn chỉ cần nhìn là có thể nói được rồi. Nếu cậu ta ở một nơi xa xôi, bạn có thể gọi điện và hỏi cậu ta đang làm gì. Nhưng hãy cẩn thận, nếu bạn nhìn vào em trai của mình, bạn đang nhận ánh sáng truyền từ cậu ta đến mắt mình. Ánh sáng cần thời gian để truyền đến bạn, chẳng hạn vài giây nano, một phần rất nhỏ của giây. Do đó, bạn sẽ không phải đang nhìn thấy em trai của mình đang làm gì trong hiện tại, mà trong quá khứ cách đây vài nano giây đồng hồ. Nếu em trai bạn đang ở New York và bạn gọi điện từ Liverpool, thì cậu ta sẽ cần vài mili giây để đến với bạn. Do đó, giỏi lắm là bạn có thể tuyên bố bạn biết được em trai mình đang làm gì cách đây vài mili giây. Có lẽ bấy nhiêu cũng chẳng có gì đáng kể. Nhưng nếu em trai bạn đang ở Proxima B, thì ánh sáng sẽ cần 4 năm để đến với bạn. Nên nếu bạn quan sát em trai mình qua kính thiên văn hoặc điện đàm với cậu ta, bạn chỉ biết được cậu ta đang làm gì cách đây 4 năm, chứ không phải bây giờ. Bây giờ ở thiên hà Proxima B chắc chắn không phải những hình ảnh mà bạn đang nhìn thấy qua kính thiên văn hay những điều mà bạn nghe thấy qua điện đàm. Ý niệm hiện tại chỉ dành cho những vật thể ở xung quanh ta, chứ không phải dành cho những vật ở nơi xa. Hiện tại của chúng ta không trải rộng ra khắp vũ trụ. Nó giống như một cái bong bóng bao bọc quanh ta. Nó là hiện tại nở phình ra. Nó giống như khi tiếp điểm của cầu vồng với khu rừng. Ta nghĩ rằng ta có thể thấy nó, nhưng khi ta đến nơi kiếm tìm thì lại chẳng thấy đâu. Nếu tôi hỏi hai hòn đá này có cùng độ cao hay không trong khoảng không gian vũ trụ, thì câu trả lời chính xác sẽ là nó là một câu hỏi vô nghĩa, bởi vì ta không có một khái niệm duy nhất về cùng độ cao trong toàn vũ trụ. Nếu tôi hỏi hai sự kiện, một trên trái đất và một ở Proxima B, có phải xảy ra đồng thời hay không? Câu trả lời chính xác sẽ là đó là một câu hỏi vô nghĩa, bởi vì chẳng có gì gọi là đồng thời định nghĩa cho toàn vũ trụ. Hiện tại của vũ trụ là khái niệm vô nghĩa. Tác giả cũng cho rằng thế giới này được tạo thành từ các sự kiện, không phải các sự vật. Sự khác biệt giữa sự vật và sự kiện là ở chỗ sự vật thì tồn tại trong thời gian, sự kiện thì không có trường tính trong thời gian. Một hòn đá là ví dụ điển hình của sự vật. Ta có thể tự hỏi rằng ngày mai nó sẽ ở đâu. Ngược lại, nụ hôn là một sự kiện. Thật vô nghĩa khi hỏi ngày mai nụ hôn sẽ ở đâu. Thế giới này được làm nên bởi những nụ hôn, chẳng phải bởi đá sỏi. Cuối cùng thì, một hiện tại chung cho cả vũ trụ vốn không tồn tại. Các sự kiện vốn không được sắp theo thứ tự quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng chỉ được sắp theo thứ tự không hoàn toàn. Có một hiện tại xung quanh ta, nhưng chẳng có hiện tại nào đối với một thiên hà xa xôi. Hiện tại là một hiện tượng cục bộ, chứ không phải là một hiện tượng phổ biến toàn phần. Trong tương lai, ta sẽ hiểu biết sâu sắc hơn. Tri thức của nhân loại đã tiến triển chóng mặt trong các thế kỷ vừa qua, và ta vẫn còn tiếp tục khám phá ra những điều mới mẻ. Ta đang mơ hồ nắm được bí mật của thời gian. Ta có thể nhìn thấy thế giới không có thời gian với tuệ nhãn. Ta có thể cảm nhận được cấu trúc sâu xa của thế giới này khi mà thời gian ta hằng quen thuộc chẳng còn tồn tại. Như thằng khờ trên đỉnh dốc, thấy được trái đất đang quay khi mặt trời lặn xuống. Và ta đang dần nhận ra ta chính là thời gian. Ta là khoảng không gian mở ra bởi những lối mòn ký ức giữa những kết nối chằng chịt của tế bào thần kinh. Ta là ký ức,
Ta là niềm hoài niệm, ta mãi miết ngóng chờ một tương lai chẳng bao giờ tới. Cái không gian mở ra theo cách đó, bởi ký ức và kỳ vọng chính là thời gian. Đôi khi là cội nguồn của mọi khổ đau, nhưng suy cho cùng lại là một khả năng thiên phú diệu kỳ. Qua cuốn sách này, tác giả đã đưa chúng ta vào một hành trình đầy mê hoặc để khám phá bản chất, ý nghĩa của thời gian. Thời gian là một bí ẩn không ngừng đánh đố chúng ta. Các triết gia, nghệ sĩ và nhà thơ từ lâu đã khám phá ý nghĩa của nó, trong khi các nhà khoa học nhận thấy rằng cấu trúc của thời gian khác với trực giác đơn giản mà chúng ta có về nó. Cuối cùng, đây là một cuốn sách không thể tóm tắt. Tuy viết về đề tài khoa học, nhưng lại là một tác phẩm đầy bất ngờ và đượm chất thơ. Nếu có điều kiện, bạn nên thực sự đọc nó. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.